Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng. Kính thưa quý vị, sau khi mà cái dự luật phát triển hạ tầng cơ sở đã được thông qua và ông Biden đã ký cái đạo luật này vào hồi tuần qua, và phía đảng Dân Chủ cũng như ông Biden hy vọng rằng cái đạo luật phát triển hạ tầng cơ sở, tức nghĩa là xây trở lại đường xá, cầu cống, vân vân, và ông đã mướn một trong những cái người của đảng Dân Chủ đứng ra để mà phụ trách về cái vấn đề chia cái số tiền này ra cho toàn nước Mỹ. Thì hầu hết tất cả những các cái thành phố, tất cả kể cả các cái thị trưởng của các thành phố ở tại quận Cam cũng đã bắt đầu nạp đơn để mà xin tiền sửa chữa tất cả những cái đường xá và những cái chương trình hạ tầng cơ sở ở trong các cái thành phố của mình. Và đây là một cái ngân khoản lên tới gần 1.200 tỷ, và người ta hy vọng rằng đảng Dân Chủ hy vọng rằng cái điều đó sẽ làm cho người dân Mỹ quên đi tất cả cái nỗi đau của tình trạng lạm phát và những cái sự khó khăn kể từ khi ông Biden lên nắm chính quyền. Và đồng thời thì ông Biden cũng hy vọng rằng tuần tới Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua cái dự luật gọi là Build Back Better, ba chữ B, B bò đó, bò trắng, bò đen và bò đỏ, tức là Build Back Better. Thì cái dự luật về xã hội và về vấn đề bảo vệ môi trường, ở trong đó bao gồm có cái việc đầu tư cho cái vấn đề làm sạch môi trường và cái vấn đề săn sóc các cái trẻ em. Tuy nhiên trong cái dự luật này, vì bị chống đối của hai nghị sĩ nằm ở trong đảng Dân Chủ của ông, như chúng tôi đã từng trình bày nhiều lần, là ông Joe Manchin và bà Kirsten Sinema, cho nên trong cái dự luật này đã phải gồm thêm một cái ngân khoản trị giá 285 tỷ Mỹ Kim gọi là thắt kết, tức là giảm thuế. Và cái điều đặc biệt này là giảm thuế cho những người giàu, những người mà có lợi tức cao trong vòng 5 năm tới. Thì như quý vị biết, những cái tiểu bang, khi mà ông Tổng thống Trump năm 2017 đưa ra cái dự luật mà giảm thuế, thì trong đó có một cái điều khoản là cái khấu trừ thuế tiểu bang và những cái lợi thế khác vào trong cái thuế lợi tức, bởi vì đã giảm thuế lợi tức liên bang rồi thì không thể nào áp dụng cái số tiền khấu trừ thuế lợi tức của tiểu bang cũng như là thuế thổ trạch của quận, hay là nói chung tất cả những cái thuế đi nhà hàng ăn uống sale tax cho các cái thành phố tiểu bang vân vân cho tới năm 2026. Vì vậy cho nên cái thời của ông Trump thì cái số tiền khấu trừ của thuế tiểu bang cộng với những cái loại thuế khác chỉ có được 10.000 mà thôi. Thí dụ như quý vị lợi tức 100.000 thì quý vị khấu trừ tất cả những cái chi phí của liên bang, chẳng hạn như tiền bác sĩ vân vân, những cái thuế của liên bang, và sau đó thì cái phần thuế tiểu bang và những cái loại thuế địa phương khác quý vị chỉ có được trừ vào trong đó tối đa là 10.000. Nhưng mà bây giờ với cái đạo luật mới, cái dự luật mới này của ông Biden thì sẽ thêm vào trong cái việc là sẽ đi ngược trở lại, có nghĩa là nếu cái dự luật này thông qua thì những người nhà giàu sẽ được khấu trừ thuế lợi tức của tiểu bang cũng như là các cái thuế địa phương lên tới 80.000 cho tới năm, trong vòng 5 năm, có nghĩa là tới năm 2026. Và sau đó thì Quốc hội sẽ cứu xét lại một cái khấu trừ mới cho tới năm 2031. Và đây được coi như là một trong những cái vấn đề tốn kém nhất của cái dự luật này trong vòng 5 năm tới, thưa anh. Lý do, thưa quý vị, lý do là tiểu bang New York, tiểu bang New Jersey và tiểu bang California, ba cái tiểu bang lớn, là ba cái tiểu bang mà phải bị đóng thuế nhiều nhất hết. Dân chúng người ta than phiền, và do đó các cái nhà lập pháp ở ba cái tiểu bang này thuộc đảng Dân Chủ đã làm áp lực là phải đưa cái điều khoản này vào trong, nếu không họ sẽ bị
mất ghế. Vâng, riêng cái đạo luật là cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ đó, thì chúng ta nghĩ rằng đó là cơ sở hạ tầng, nhưng mà thực sự thì cái việc mà sử dụng cho cơ sở hạ tầng nó, người ta tính toán nó chỉ có khoảng 11% thôi, chứ không có nhiều hơn. Và như cho nên cái số còn lại đó, thì chia chác sử dụng trong cái vấn đề khác, và đó chính là lý do mà người ta thấy cái sự tốn kém nó quá nhiều, thay vì cái cơ sở hạ tầng không sử dụng tới cái mức độ đó. Rồi bây giờ còn cái đạo luật gọi là 3.500 tỷ đó, cái hồi đó là Đảng Dân Chủ cũng như ông Biden muốn rằng trong cái dự luật này sẽ bao gồm những cái phần đình kỉnh như là làm sạch môi trường, khí thải đó kia. Nhưng mà tất cả những cái này nó sẽ tạo nên cái khó khăn dân chúng bằng cách là năng lượng mình không được dùng, ở bên không được sản xuất bên Mỹ, nhưng mà trong khi đó mua nơi khác về, và từ đó người Mỹ phải bỏ tiền túi ra, để tiền thuế của mình ra, để mua thêm xăng dầu để sử dụng như là từ trước nay mình vẫn dùng. Đó là cái điều mà nó rất là vô lý. Và đồng thời trong cái dự luật này đó, người ta cố tình làm cho mọi người nghĩ rằng cái dự luật này nó sẽ xét tới nhiều những cái thành phần mà trong đó người dân có thể thích thú, chẳng hạn như là nói về săn sóc trẻ em ở kia. Thì từ trước nay cái việc săn sóc trẻ em nó cũng đã có rồi, chứ đâu phải tới cái lúc này mà bây giờ mình giống như là chính phủ Mỹ giống như là một cái nhà nước vũ em, nghĩa là cho càng nhiều càng tốt để cho người dân bị mê hoặc và cuối cùng bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Là cuối cùng bây giờ thì người dân của chúng ta đã thấy rõ ràng là hàng ngày đó chúng ta chịu cái vật giá nó gia tăng lên, cho nên sự trừ đi cho những người giàu chẳng hạn, cái thuế mà như là luật sư Tâm vừa nói đến tới cả 70-80 ngàn chẳng hạn một năm, thì cái điều đó nó không bù đắp lại sự tốn kém của những người dân hàng ngày sẽ phải mua hàng với giá thật cao đắt đỏ. Và như thế tất nhiên là hàng ngày chúng ta phải chịu giống như là chịu thuế vậy. Và chúng ta biết rằng khi nào một chính quyền để tạo nên cái mà gọi là siêu cao thuế nặng, thì người dân người ta vẫn ở trong những nước mà khác ấy, thì người ta sẽ nổi loạn, còn là tại Hoa Kỳ thì người ta sẽ chuyển sang bỏ cho cái đảng đối lập là Đảng Cộng Hòa trong tương lai. Vâng. Bây giờ chuyển sang vấn đề Việt Nam, thì như quý vị biết, cái vụ tai tiếng về Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã ăn thịt bò giác vàng ở tại Anh, đã khiến cho chính quyền Cộng sản Việt Nam bị đẩy vào trong cái thế bị động lúng túng, và chỉ còn một cái phương cách là làm cầu nguyện làm sao để cho mọi việc lắng xuống, cũng giống như một cái ly mà quậy lên, hay là một cái đống bùn quậy lên, thì bây giờ chỉ đợi cho một thời gian khi cái đống bùn nó lắng xuống đáy thì nó ấy. Riêng về cá nhân của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an này, thì các cái dư luận trong nước cũng như ngoài nước cho thấy rằng ông ta chỉ bị ảnh hưởng về uy tín, chứ không có bị mất chức hay là bị suy xỉn gì. Lý do là tại vì ông là cái người đứng đầu cái guồng máy công an, thì quý vị biết là công an là như thế nào ở trong cái chế độ cộng sản. Và thứ hai, ông là một trong những đồ đệ thân tín của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và ông là cái người mà được coi như có quyền lực nhất trong bộ chính trị hiện nay, do đó chẳng ai dám đụng vào ông hết. Mặc dù những cái hình ảnh ở trên video trên mạng xã hội cho thấy ông Tô Lâm đã há miệng để được cái ông đầu bếp San Bay, tức là thánh rắc muối, đút một miếng thịt bò giác vàng, đã khiến cho tất cả dân chúng trong nước cũng như ngoài nước đều lên gây tiếng, đều nổi lên sự phẫn nộ. Trong khi đó thì ông ta chỉ bị lên án là xa xỉ phung phí, vô đạo đức giả. Tại bởi vì trước đó, trước khi mà ông đi ăn miếng thịt bò giác vàng, thì ông đã đi viếng thăm mã của nhà khai sáng ra chế độ cách mạng vô sản Karl Marx ở tại London. Thì quý vị biết là chủ nghĩa Karl Marx là chủ nghĩa kêu gọi thành phần người nghèo và giai cấp lao động đứng lên lật đổ chế độ tư bản, thì trong khi ông này là người đại diện cho chế độ lao động thì lại ăn uống còn hơn là lãnh tụ của giới tư bản.
hình ảnh mà đã được ghi lại trong cái chuyến đi công du của ông Lâm Tháp Tùng, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính để sang Anh dự hội nghị khí thải COP26 hồi cuối tháng 10. Tuy nhiên cho tới bây giờ thì sau hai tuần lễ, khi mà cái vụ ăn thịt bò giác vàng này được tung lên trên mạng, thì người ta chưa thấy có cái, việc gì xảy ra cho chính cá nhân ông Lâm. Và đồng thời chính quyền Cộng sản thì cũng Việt Nam cũng câm như hến. Trong khi đó thì những người Cộng sản khác như ông Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, hồi đầu tháng 10 đã lên có một đã tin tức đã tung lên trên mạng về cái cuộc điện đàm của ông với tại tỉnh An Giang, và ông đã chê trách cái chính sách của chính quyền là không đón dân về quê tránh dịch. Thì chính quyền đã chỉ trích đây là một sản phẩm cắt ghép dàn dựng không có đúng với sự thật do các cái tổ chức phản động ở nước ngoài. Thì cho tới giờ phút này thì mọi người người ta nghĩ rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam bối rối không biết chính sách thưởng phạt như thế nào. Thưởng thì dĩ nhiên là không thể nào thưởng được, và phạt thì không dám phạt, là bởi vì đụng tới một con rắn độc thì sợ nó cắn. Cho nên tất cả đều ngầm tâm im thinh thích, và người ta hy vọng rằng vào một cái cơ hội nào đó, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng không còn thực lực nữa, thì chắc chắn ông Tô Lâm này sẽ bị thanh toán, hay là một ngày đẹp trời nào đó thì sẽ thấy ông này đi ra ngoại quốc chữa bệnh và rồi cũng chết giống như nhiều nhân vật của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đó. Rồi. Vâng, chúng ta nhớ lại là hãy nhìn những cái gì người Cộng sản làm, chứ đừng nghe những gì Cộng sản nói. Thì quý vị biết rằng từ cấp lãnh đạo cao cấp nhất cho tới thấp nhất, lúc nào cũng nói như là đạo đức tốt đẹp, và nói theo gương của ông Hồ Chí Minh. Nhưng mà thực tế đó, thì tất cả những cái thành phần đó, kể cả ông Hồ Chí Minh ấy, cũng chẳng có tốt đẹp gì cả. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà ông Hồ Chí Minh nhờ cái bà Cát Thanh Long mà có một số tiền lớn để chi phí đó, thì sau đó thì chính ông ấy là một trong những người mà đã khai tử, có nghĩa là giết của bà Cát Thanh Long. Cái đó là điều hiển nhiên chứ không có gì cả. Cho nên nhìn vào cái hành động của những người Cộng sản, chứ không nên nghe người ta nói. Bởi vì nếu nghe Cộng sản nói đấy, thì chúng ta bị mê hoặc, và cuối cùng thì đến lúc mà chúng ta rơi vào trầm rồi thì lúc đó là hối không kịp. Bây giờ cái hình ảnh của ông Tô Lâm thì chúng ta biết rằng ông Tô Lâm ấy là đã còn vai vế, nếu mà nói vai vế trong cái giới công an ấy, ông Tô Lâm còn cao hơn ông Phạm Minh Chính. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng ông Tô Lâm vẫn, mặc dù là ông bộ trưởng thôi, nhưng mà ông vẫn có thể có khả năng để khống chế những cái cấp lãnh đạo ở trong Cộng sản, trong Đảng Cộng sản chứ phải không? Đó là điều hiển nhiên. Và bây giờ chúng ta nhìn thử cái việc mà ông Tô Lâm há cái miệng ra để cho cái anh đầu bếp này cầm cái gậy. Xin. Vâng, cầm, đúng là gọi là cầm cái gậy xỏ vào cái thịt, nhét vào miệng, thì rõ ràng có vẻ giống như ăn mày khủng khiếp. Thì sao nên nó làm cho những cộng đồng mạng ô nhục, nó dậy sóng lên cả. Vâng. Nhưng mà nó làm cho một cái ô nhục cho cái giới lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam khủng khiếp thiệt. Dĩ nhiên tất cả cái chuyện này thì không thể nào che giấu với tất cả những cái nhà lãnh đạo ngoại quốc, đặc biệt là tại những cái nước mà làm chủ tiếp đón cái phái đoàn này. Thì đây nó là một cái mối quốc nhục. Dĩ nhiên chính quyền Cộng sản, những người lãnh đạo chính quyền Cộng sản thường không có cái liêm sĩ, hay là có cái liêm sĩ mà đều cất giấu đi hết. Thành ra cho nên tất cả mọi người chỉ hy vọng một ngày đẹp trời nào đó có một cái quyền lực ở trong nhóm đứng lên để thanh toán ông này. Chứ còn ngoài ra cho tới giờ phút này thì không có cái chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện gọi là vũ như cẩn, có nghĩa là vẫn như cũ, vẫn không có gì thay đổi cả. Dạ. Và chắc chắn là chúng ta sẽ biết rằng ở trong nước, từ cấp lãnh đạo cao cấp nhất cho thấp, hoặc là những tên bồi bút sẽ nói rằng việc là ông Tô Lâm sở dĩ mà há miệng gắp miếng thịt này cũng là do cái gọi là cái âm mưu của phản động đã dùng đầu bếp
của anh để mà bêu xấu ông Tô Lâm là âm mưu phản động. Đúng. Đã là phải đúc một miếng thịt chuột hay miếng thịt bò. Nếu mà đúc một miếng thịt chuột thì sẽ cả nước sẽ không ai nói là ông này là thành phần tham nhũng xấu xa, không ạ? Hay là miếng thịt chó, không ạ? Thì đó là món ăn quốc hồn quốc tí phải ăn thôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi chuyển sang cái hội nghị thượng đỉnh giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc, được coi như là hai cường quốc nhất nhì hiện nay. Mới đây nguồn tin cho biết rằng là nước Trung Cộng trở thành một trong những cường quốc kinh tế giàu nhất số 1 qua mặt nước Mỹ. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì cái đó cũng chỉ là những nguồn tin, người ta chưa biết được thực chất cái sự giàu có của Trung Quốc có thể so sánh được với tiềm lực giàu có của nước Mỹ hay không. Tuy nhiên trong cái cuộc họp trực tuyến, hay là nói theo danh từ cộng sản là cuộc gặp ảo, là hội nghị thượng đỉnh thay vì Covid cho nên mỗi người ngồi ở một bên và chiếu, và cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ không đi tới đâu, khiến cho các cái viên chức của tòa Bạch Ốc hiện đang hạ thấp cái kỳ vọng trước cái cuộc gặp gỡ của ông Biden và ông Tập Cận Bình vào trong cái phiên họp báo ngày 16 tây tháng 11, nói rằng là cái cuộc họp này chỉ để bàn về những nỗ lực đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có tính cách cạnh tranh một cách có trách nhiệm, chứ không phải để đồng ý hay là với một cái kết quả cụ thể nào, hay là có một cái gì đó cụ thể. Đó là theo quan điểm của tòa Bạch Ốc. Dĩ nhiên nó còn rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên người ta biết rằng là đây là một cái cuộc họp để cho gọi là đừng có mất mặt giữa ông Biden cũng như ông Tập Cận Bình, tại vì cả hai ông mỗi người đều có những cái khó khăn riêng của mình. Biden trong 10 tháng vừa qua lên thì đã tạo ra một tình trạng kinh tế suy đồi khủng khiếp nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ, khiến cho cái tỷ lệ dân chúng ủng hộ ông Biden hiện nay dưới 30%, và chưa kể đó là bà Ford tổng thống thì còn thấp hơn nữa. Trong khi đó phía bên Trung Quốc tỷ lệ dân chúng tin tưởng vào Tập Cận Bình cũng rất là thấp, vào thời điểm mà Tập Cận Bình muốn tiếp tục làm cha già dân tộc thêm một nhiệm kỳ nữa. Mỹ vẫn coi Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh chiến lược, trong khi đó thì Bắc Kinh đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng quân sự và kinh tế trên toàn thế giới với một cái ảo tưởng một ngày đó nào đó sẽ mình là thống trị toàn thế giới và hất cẳng Hoa Kỳ ra khỏi địa vị cường quốc số 1. Do đó sẽ có một loạt các cái tranh chấp về ngoại giao, pháp lý, công nghệ, kinh tế, vân vân, nó đầy những cái biến động. Hai quốc gia đã phải đối đầu về những cái việc ăn cắp sở hữu trí tuệ của Trung Cộng, vấn đề thuế quan cũng như là những cái điểm nóng mà có thể là những cái thuốc nóng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, chẳng hạn như vấn đề eo biển Đài Loan, vấn đề Biển Đông, vấn đề biển Hoa Đông. Ông Biden trong cái cuộc họp thì cũng đã nêu lên những cái vấn đề nhân quyền, kể cả vấn đề Bắc Kinh đã sử dụng lao động cưỡng bức tại Tân Cương, cũng như là vấn đề tại Hồng Kông. Và ông cũng nói rằng là mặc dù Hoa Kỳ công nhận Trung Cộng có chủ quyền ở trên Đài Loan, nhưng mà Hoa Kỳ không có mong muốn Trung Cộng thôn tính Đài Loan bằng vũ lực. Và khi mà nếu Trung Cộng thôn tính Đài Loan bằng vũ lực thì nó sẽ tạo ra một cái cuộc xung đột mà không ai có thể ngờ được. Trong khi đó thì ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Cộng không có muốn tranh chấp đối đầu với Hoa Kỳ, nhưng Trung Cộng xác nhận chủ quyền ở trên Đài Loan, và Trung Cộng cũng nói rằng là cũng không có ý định sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực, nhưng mà không muốn bất cứ một ai can thiệp vào trong cái căn nhà của mình. Đấy. Vâng, cái cuộc họp này chúng ta thấy nó có vẻ như là nó không có ngang bằng với nhau. Mặc dù chúng ta thấy rằng Trung Cộng có những cái khó khăn của nước họ, vì tình trạng dân chúng nó không ủng hộ ông Tập Cận Bình nhiều nữa, nhưng mà
Ngược lại thì Hoa Kỳ cũng lại bị kẹt cái là ngay từ lúc đầu thì chúng ta có thể thấy là Trung Cộng đã giúp cho ông Biden để mà đắc cử trong kỳ vừa rồi. Thành ra cái ông Biden và cái dàn giá của ông ấy cũng ở trong cái thế gọi là thế yếu. Trong khi đó chúng ta biết là muốn họp thì chúng ta muốn đi họp quốc tế thì nội bộ phải ổn định. Trong khi đó thì tình hình quốc ngoại phải mạnh mới được. Đằng này nội bộ của Hoa Kỳ bây giờ đang chia rẽ, và đã ngay trong nội bộ của Đảng Dân Chủ đó cũng không có hoàn toàn ủng hộ ông Biden, bởi vì nó sẽ phe thì theo ông Biden, phe thì đối với bà theo bà Kamala Harris, mà trong khi đó thì Đảng Cộng Hòa đang tấn công ông Biden, và đó là cái nội bộ của Hoa Kỳ nó không được ổn định. Trong khi đó đối với quốc ngoại đó thì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ vừa mới rút ra khỏi Afghanistan trong cái tình trạng gọi là bị tháo chạy. Thành ra nói chuyện với một đối thủ của mình là Trung Cộng thì Hoa Kỳ với ông Biden ở trong cái điều kiện nó không ngang bằng với Tập Cận Bình, và đó chính là lý do mà Mỹ không trong cái kỳ này không có đạt được không có thể có một cái áp lực nào đối với Trung Cộng trong kỳ vừa rồi. Và sau cùng thưa quý vị, mùa cảm cúm đã tới nơi, và vấn đề các cái viên chức cũng như về y tế đã nói là làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được cái tình trạng cảm cúm với tình trạng COVID, bởi vì hai cái bệnh này nó đều có những cái triệu chứng tương tự như nhau. Vì vậy cho nên vấn đề mà lời khuyên của các cái nhà khoa học gia cũng như là các cái cơ quan phòng dịch là yêu cầu chúng ta nên đi chích ngừa kể cả vấn đề cảm cúm, và đặc biệt nhất để mà có thể giảm được cái vấn đề cảm cúm là chúng ta chịu khó rửa tay cho nó nhiều, bởi vì khi chúng ta rửa tay thì cái vấn đề biện pháp đề phòng này nó còn quan trọng hơn là cái việc chúng ta đeo khẩu trang thôi. Vâng, cái việc mà chúng ta phân biệt được khi mà để mà nói rằng nhiễm cái COVID-19 hay là tiểu cúm thì nó cũng khó khăn, bởi vì cả hai nó đều là tác động trên phổi. Tuy nhiên chúng ta nếu chích ngừa cúm trước rồi chúng ta cũng chích ngừa cái COVID nữa thì chắc chắn là khi mà bị cảm cúm theo cái dạng chúng ta không biết là COVID hay là gì đó thì nó cũng dễ dàng, bởi vì tương lai thì chúng ta đã có thuốc uống ngừa cúm, và trong tương lai gần ngay bây giờ thì chúng ta cũng có thuốc chữa bệnh của COVID nữa rồi. Thành ra mình cũng không đáng sợ lắm được ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây.